cũng giống như là các sàn thương mại điện tử khác như là Shopee hay là Lazada, thì giờ đây ở trên TikTok Shop, các chủ shop cũng hoàn toàn có thể chủ động tự tạo những cái chiến dịch khuyến mãi cho riêng shop của mình. Ví dụ như là sale ngày lương về hay là sale vào những cái ngày trùng tháng như là mùng 7 tháng 7 hoặc là mùng 8 tháng 8 sắp tới đây. Những chủ shop nào mà còn chưa biết cách làm thì hãy xem hết video này và đừng quên ủng hộ mình một like nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải phân biệt được hai cái loại mã giảm giá sau. Thứ nhất, đấy là cái loại mã giảm giá mà mình sẽ giới thiệu ở trong video này. Và loại thứ hai, đấy là 540 mã giảm giá hoàn toàn miễn phí mà mình đã có nhắc đến ở video trước rồi. Nếu bạn nào mà chưa biết cái mã giảm giá đấy thì có thể xem lại cái link mà mình để ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn sẽ cần lưu ý đó là 540 cái mã giảm giá mà mình có nhắc đến ở video trước là do TikTok Shop hoàn toàn chi trả, bạn sẽ không mất tiền. Nếu như mà bạn bán cái váy 200 thì bạn sẽ thu về đúng 200.000 đó. Còn nếu như mà các bạn cài đặt các voucher khuyến mãi giống như ở trong video mà mình hướng dẫn sắp tới đây thì cái phần giảm giá đấy sẽ hoàn toàn do shop bạn tự chịu nha. Thực ra thì nó cũng giống như các cái chương trình khuyến mãi 30, 50 hay là 70% mà chúng ta vẫn hay làm ở cửa hàng thôi. Ok, ở trong cái trang quản lý của TikTok Shop này thì các bạn sẽ thấy có một cái mục đấy là khuyến mãi. Và khi mà các bạn chọn vào công cụ quảng bá thì các bạn sẽ thấy là có 4 mục ưu đãi như sau. Cái chiến dịch đầu tiên đấy là chiết khấu sản phẩm. Khi mà bạn tạo chiến dịch ấy, thì chúng ta sẽ phải điền những cái thông tin, ví dụ như là tên khuyến mãi này, ví dụ như mình để đó là ưu đãi 27 tháng 6 này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái thời gian khuyến mãi nhé. Ví dụ ở đây mình đặt là ngày 27 này và giờ mình chọn đấy là 18 giờ đi, 18:00 nha. Sau đó các bạn ấn OK và tiếp tục chọn ngày kết thúc. Ví dụ mình kết thúc ngày 30 đi, đây là đợt sale ngày lương về nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bước đấy là chọn loại chiết khấu. Ở đây thì có hai loại, đó là giá cố định và giá theo phần trăm. Và giả sử như là mình chọn giá theo phần trăm thì chúng ta có thể xem mẫu, biết được là cái hiển thị nó ra như thế nào nhé. Cuối cùng thì các bạn sẽ chỉ cần chọn sản phẩm thôi. Ví dụ ở đây mình có một sản phẩm thôi thì mình áp dụng cho một sản phẩm này, sau đó chọn Done và gửi là xong nhé. Một cái ưu đãi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy là ưu đãi chớp nhoáng. Nghe là hiểu liền rồi đúng không? Ưu đãi chớp nhoáng có nghĩa là những cái ưu đãi này sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, từ 1 đến vài giờ. Và khi mà khách hàng săn sale đúng cái giờ mà chúng ta cài đặt ưu đãi thì khách hàng sẽ được hưởng khuyến mãi, giống như là cách chúng ta vẫn hay săn sale vào 12 giờ khuya, 9 giờ sáng hay là 15 giờ chiều vậy đó. Nhìn chung thì các chủ shop sẽ chỉ sử dụng hai hình thức ưu đãi trên thôi. Ngoài ra thì chúng ta thấy là đó là còn có ưu đãi miễn phí vận chuyển và ưu đãi phiếu giảm giá. Thì cái cách cài đặt nó cũng tương tự như bên trên nên là mình sẽ không nhắc lại nữa nhé. Nhưng mà theo mình đánh giá thì hai cái ưu đãi trên là không hoàn toàn cần thiết, bởi vì khi chúng ta kết hợp những cái mã giảm giá do chủ shop tự tạo như trên và những cái mã mà do TikTok Shop trợ giá là đã hoàn toàn đủ những cái kích thích để có thể khiến cho khách hàng mua hàng rồi. Việc còn lại thì sẽ nằm ở cái việc đấy là sản phẩm của bạn có đủ uy tín và chất lượng hay không mà thôi. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt cái chương trình khuyến mãi cũng như là flash sale cho TikTok Shop của mình rồi. Trong quá trình kinh doanh TikTok Shop, nếu như mà còn bất kỳ một cái thắc mắc nào mà chưa được giải đáp thì các bạn đừng ngần ngại comment để chúng ta sẽ cùng thảo luận nhé.